không xây được cái này thì sao xây mà lại xây cái chó chứ mất bùi rồi mất bùi rồi năm rồi đi chơi lên mở xây xong bắt đầu mình lại làm cái ấy không thành chùa nhưng mà là xe dùng cái gốc cây dùng rau mình quay vào nói chung xây mà nó con nói chung không xây mà nó mới đẹp thấy con chủ đó mới là ai nó phẳng phẳng này trông khác ngay đây nó phẳng phẳng là diện tích anh làm cái gì nó được nhiều này đây là cái vườn chúng chúng chơi đấy, đây nó kéo lên bên chi đéo được, rất là mệt. Ngày xưa nói chú anh ở chỗ này không đơn giản, chú phải nắm mất. Bây giờ thì giờ rồi cũng phải đấu tranh suốt đi. Ôi mẹ, nói chung là chưa xe đạp chú biết là bằng con vẹo, đơn giản đâu. Mẹ không đéo cho ở, mình có khẩu đấy đâu, khổ rất là không có khẩu. Người thường thường ở đây là không phải là tạm nữa. Đó. 38 năm chỗ này thì mấy con gà nó 40 năm rồi. Ừ. Hơn nửa đây người đéo nữa. Tuấn Minh ra hỏng hẳn rồi. Về tay biến năm nhẹt đi rồi. Ờ.